Mẹ, mẹ gán giúp con đi, tại con lỡ thương anh Trung mà anh thiệt tình thôi à, chứ không có gì đâu mẹ. Anh không có ý gì đâu. Trời đất ơi. Mẹ, nghe mẹ. Sao con này nó dại trai dữ vậy trời? Ủa bác. Hả? Nhu dại trai giống bác hả? Mẹ Nhu kể với con vậy á. Cái gì nữa vậy Nhu? Mẹ. Hôm qua chơi nói là nó nhại trai như mẹ nó hồi xưa cũng nhại trai lắm. Mẹ.